tử. À xin lỗi mọi người, cung sư tử. Vì đây là trải bài chung cho nên là mọi người hãy đón nhận thông điệp phù hợp với mình. Và nếu như mà bạn cảm thấy là bạn với trải bài không có sự liên kết thì chuyện đó có nghĩa là chỉ đơn giản là bạn không có, đây là trải bài không dành cho bạn. Và mọi người có thể xem cung sư tử hay cung mặt trăng, mặt trời, sao kim, cung mộc và nhà số 7 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với công việc vào tháng 9 của những bạn cung. Các bạn có lá Two of Cups, các bạn sẽ gặp được một ai đó, một cái người, các bạn có Ace of Cups luôn, sẽ có một sự khởi đầu mới dành cho các bạn. Mà mình thấy nhiều ở đây là khởi đầu về tình cảm, có thể là các bạn sẽ gặp một ai đó thông qua công việc của mình, giống như là các bạn đi họp hoặc là đi dự hội thảo hoặc là đi đâu hoặc là có một ai đó, nói chung là những cái bạn sẽ gặp một ai đó liên quan đến trong cái quá trình các bạn làm việc. Các bạn hãy đi nhà cung cấp, đi training, đi bất cứ đâu và bạn sẽ vô tình gặp được người đó. The Moon. Mà khi mà người đó xuất hiện á thì cảm giác mà mình có cảm giác như là mình bấy lâu nay mình đã thể bước khỏi cái vỏ bọc của mình có thể bước ra ngoài ánh sáng, mình không cần phải trước mọi người nữa và mình muốn bộc lộ hết tất cả những cái dường như là các bạn thể thấy rất phải tự tin lên, tự tin vào bản thân mình. Các bạn phải bring love into bạn, những cái mà giống như là kìm hãm bạn bấy lâu nay. Tại vì mình có cảm giác như là những bạn mà cung sư tử, các bạn đã có một khoảng thời gian ẩn mình khá là dài rồi. Và khi mà thời điểm tháng 9, thời điểm này đến thì cũng là cái lúc mà bạn nên tự giải phóng bản thân mình khỏi cái kén. Giống như là từ con nhộng, các bạn lại hình liên tưởng đến cái hình ảnh mà từ con nhộng hóa thành bươm bướm vậy đó. Thì đây là cái khoảng thời gian mà bạn phải rời bỏ những cái nỗi sợ hãi, những cái mà điều tiêu cực đã níu giữ bạn bấy lâu nay, và là cái khoảng thời gian chính xác nhất để các bạn có thể tự bản thân mình hóa thành một con bươm bướm xinh đẹp. Mình không thấy lá bài nói lên về vấn đề công việc của các bạn cung sư tử, cho nên là mình sẽ vô trực tiếp đến vấn đề tình cảm luôn nha mọi người. Tại vì có vẻ như là vấn đề tình cảm là vấn đề trọng tâm của các bạn trong tháng 9. Achievement ở đây một lần nữa, giống như là hồi nãy mình vừa mới nói với các bạn á, là đây là khoảng thời gian tháng 9 là khoảng thời gian mà các bạn có đầy đủ nguồn lực, các bạn có được tất cả mọi thứ để có thể giống như là có được nguồn lực để kiến tạo những cái điều thành công của sẽ đến với các bạn. Cho nên là các bạn nên tận dụng những thời điểm này. Các bạn không nên chần chừ tìm mọi cách để thay đổi mọi thứ. Mọi người đợi mình xíu nha. Mình sẽ rút thêm 2-3 lá nữa cho trải bài trong tháng 9 của mọi người. Các bạn cung sư tử, tại vì mình thấy ở đây cái lá bài nó đã khá rõ ràng rồi nên là mình không cần phải rút ra quá nhiều lá như là những cung trước đây, những cung trước. Moonlight Goddess. Các bạn có lá này là một lần nữa nhấn mạnh rằng là những cái gì mà các bạn cảm thấy lo lắng, sợ hãi, những cái gì mà các bạn cảm thấy không tự tin vào bản thân mình thì đây là cái lúc mà để bạn có thể release nó ra. Các bạn có rất là nhiều lá nhấn mạnh rằng là mình phải quay trở lại tìm về sự tự tin của bản thân mình, tìm về những cái mà sự tuyệt vời của mình.
Và giống như là các bạn phải hiểu rõ rằng bản thân mình chính là một người đã rất là tuyệt vời rồi, và không ai có thể thay thế được cái sự tuyệt vời đó. Và bạn cũng không cần phải bắt chước bất cứ ai hoàn hảo hết, tại vì thực chất rằng là không có một ai hoàn hảo hết. Chúng ta hoàn hảo theo cái cách riêng của chúng ta hoàn hảo theo con người riêng của chúng ta. Và những cái mà làm các bạn lo sợ bấy lâu nay thì các bạn phải cố gắng tìm cách để thoát khỏi nó. Và các bạn sẽ trong tháng 9 này các bạn sẽ gặp được một ai đó trong công việc của mình, trong quá trình làm việc của mình, có thể là đi training, đi học tập, đi gặp gỡ một ai đó, hoặc là làm việc nhóm, hoặc là cái gì đó, sẽ có một ai đó xuất hiện đối với các bạn. Và khi mà cái người đó xuất hiện á thì dường như là họ sẽ mang đến, họ sẽ là người đưa bạn ra khỏi ánh sáng. Và các bạn ở đây có lá Scary Heart, giống như là một tình cảm nồng cháy, một cái sự, một tình yêu nói chung là rực lửa sẽ đến với các bạn. Và các bạn có lá Tree of Light, giống như đây là sự sắp đặt của số phận rồi, là đã đến lúc các bạn phải bước ra và đón nhận tình cảm đó. Và dường như là cho dù các bạn có muốn cưỡng lại điều đó, các bạn cố gắng đi ngược dòng chảy, các bạn cảm thấy không đủ tự tin, không chắc rằng là mình có xứng đáng, hay là cái tình cảm đó không chắc là nó có dành cho mình hay không, thì các bạn không nên có những cái câu hỏi hay là những cái vấn đề như vậy nữa, mà các bạn hãy tin rằng là cái điều đó là số phận đã sắp đặt, đã dẫn đến để cho các bạn có thể gặp được một ai đó. Một ai đó đã sẽ đến để thay đổi cuộc sống của các bạn. Đó là trải bài cho cung sư tử vào tháng 9 nha mọi người. Và để nhận thông báo khi có video mới, mọi người có thể nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông ở bên cạnh. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở livestream sau.